Chào mọi người, hôm nay mình sẽ quay thành phố Châu Đốc trong mùa dịch Covid-19 cho mọi người xem nha. Mọi người thì video mình quay video thì mong mọi người xem video của mình, thấy hay bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình làm ra video mới cho mọi người xem. Và mong được sự giúp đỡ của mọi người như là xem video và để mình đạt được 4.000 giờ và 1.000 người đăng ký đó, thì để cho bên YouTube xét duyệt cho mình đó mọi người. Thì mong mọi người xem video của mình, cảm ơn mọi người nha. Mời mọi người theo mình. Thì ở đây là ngã tư đèn xanh đèn đỏ của thành phố Châu Đốc mình đó mọi người. Cái này là đi trên quốc lộ 91 đó mọi người. Giờ cái này là quẹo bên phải, hồi nãy mình quẹo phải là cái này là quốc lộ 2000 đó mọi người. Chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha mọi người. Và mình có một số bạn comment mình nói sao mình không quay những mảnh đời khó khăn, và mình xin hứa mình sẽ quay, và mình sẽ quay. Và có một phần là cái phần thiện nguyện thì mình như mình làm cách đây cũng được gần 10 năm rồi đó mọi người. Thì như dầm lớn đồ, dầm lớn như là dầm thông duyên, dầm tháng 7, dầm 10 thì mình làm hơi lớn, còn như dầm tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 8, 9, tháng 10, 11, 12 thì mình làm cái đó là thả bọc gạo với lại là thả cá. Và mong sự được sự giúp đỡ của mọi người xem video thì để ủng hộ mình để đạt được. Xem video nhớ bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình để đạt được 4.000 giờ và 1.000 người đăng ký. Cảm ơn mọi người nha. Thì mời mọi người đi theo mình. Dạ mình sẽ về thì mình sẽ quay cái phần mà gạo á, mình sẽ nói trước về những cái video trước đó mọi người cho mọi người xem nha. Thì mọi người xem thấy hay thì bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tại vì cái đó thì mình làm từ xuất phát từ bản thân mình, không mà mình khả năng mình làm được bao nhiêu thì mình làm vậy đó, chứ mình cũng gia đình mình cũng còn eo hẹp chứ không có khá giả gì đâu nha mọi người. Mọi người nếu mà như là phần nào mà mọi người có xem video mà không có nhận quà được thì mọi người thông cảm, mình sẽ làm rồi hoài thì từ từ đăng ký kênh đi rồi theo dõi video để mà mình có sẽ có được nhận quà đó mọi người. Xem video đi rồi từ từ rồi bình luận cho mình, rồi mình sẽ có gửi quà cho. Với lại xa quá trong mùa dịch đó, xa quá thì mình đi cũng không được ăn, tại vì mình làm cái phần này á là mình làm tại nhà đó, nhưng mà xa quá thì mình gửi đi không được. Mọi người xem này cũng thông cảm nha. Rồi tới khi hết dịch đi rồi mọi người bấm đăng ký theo dõi mình để mà mình sẽ làm, sẽ gửi tới cho mọi người. Đèn vàng quẹo trái mọi người ơi. Chào mọi người, xem video thấy hay bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha mọi người. Để mà đạt được 4.000 giờ và 1.000 người đăng ký đó thì mong mọi người giúp đỡ mình bằng cách xem video. Cảm ơn mọi người nha. Chào mọi người, thì bữa hổm mình có nói gì mấy cái clip mà mình nói mình chạy xe mình để mình nói trên đường lộ, thì bữa nay á thì mình sẽ quay cái phần gạo này nè. Là cái phần gạo này là 80 phần quà đó mọi người, đúng ra thì mình làm tới 100 phần nặng, nhưng mà 100 phần đó mình sẽ gửi vô trong viện dưỡng lão, một là 10 phần, rồi là bệnh viện đa khoa thành phố Châu Đốc đó là 10 phần nữa, là 20 phần, 20 phần, như là ở đây là còn 8
80 phần, thì như là gạo với lại là mì. Mì á, nếu mà mì mình mua không được á, mì á thì mình sẽ làm đường để nước tương. Còn nếu mà bạn nào mà xem video, nếu mà như mình làm thì bản thân mình xuất phát từ bản thân mình, khả năng mình có được bao nhiêu thì mình làm bao nhiêu, chứ mình không có được nhiều đó mọi người. Mọi người xem mà cũng thông cảm cho nghe. Tại vì với lại trong cái mùa dịch này nó hơi, nếu mà xa quá mình không có gửi quà cho được á thì cũng thông cảm cho. Tại vì mình làm từ đó giờ thì cũng được gần 10 năm, nói chung là 10 năm rồi đó. Rồi thì mình làm từ mấy cái bản thân mình không có được nhiều đó mọi người, cũng như là làm được như nè. Thì còn cái này là 80 phần. Mọi người xem video thì cũng, nếu mà xa quá thì mọi người cũng, nếu mà không nhận được quà thì cũng thông cảm nha. Cái này là 80 phần nè. Rồi còn mì với lại là nước tương. Như là mọi người xem video mà thấy hay nhớ đăng ký, bấm đăng ký để mà xem video của mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người nha. Bye bye.